Hôm nay giới thiệu để các bạn một cái đầu giải mã đến từ hãng California Audio Lab. Hôm trước thì mình đã giới thiệu bạn cái model Sigma 1, thì hôm nay mình giới thiệu bạn Sigma 2. Sigma 1, Sigma 2 đều chạy đèn, nhưng mà Sigma 2 thì cái dòng này nó cao hơn, chip giải mã 24 bit và cái âm thanh nó ngọt ngào và chi tiết hơn. Cái dòng Sigma 2 này thì được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ nha các bạn, điện 120V, và các bạn có thể nhìn thấy bên trong cái nội thất của nó là một cái bóng đèn với cái số hiệu 12AX7, và cái con này thì bóng đèn riêng của hãng California luôn, Audio Lab. Như bạn không rành thì hỏi cái California này có phải là của hãng âm thanh karaoke California không, thì mình xin trả lời luôn là không. Và cái dòng California mà chúng ta karaoke á, nó chẳng liên quan gì đến Mỹ nha các bạn, nó chỉ là hàng của Hàn Quốc lắp ráp từ những năm chín mấy thôi, nó chỉ ghi dòng chữ là Design in USA chứ chẳng liên quan. Còn đây là dòng California Audio Lab. Phía sau thì nó có cổng cáp quang và cổng đồng trục thôi, cũng đơn giản, không có quá phức tạp. Chúng ta chỉ cần cắm vào tivi hoặc là bất kỳ thiết bị nào qua cáp quang chúng nó là giải mã thôi. Và con này giải mã 24 bit và cái chế độ giải mã của nó là tự động, thì cứ phát nhạc thì xuống nó có nhận cáp quang thì nó hát cáp quang, cáp đồng trục hát cáp đồng trục thôi. Các bạn lưu ý là cái dòng này thì đèn của nó 12A7 thì hoàn toàn có thể thay thế được, và đèn của nó gần như là còn mới 100%, chưa sử dụng được bao nhiêu cả, nên không có lo vấn đề đèn hư. Size của nó thì chỉ khoảng hơn 20 một chút. Con này thì thường là ở bên Mỹ thì người ta có một cái cơ của nó nữa thì để bên cạnh thì nó sẽ ra size 43, còn ai size giải mã thôi thì như vậy là được rồi. Nguồn nhạc mình test hôm nay là cục nhạc chất lượng cao, mình lấy từ ổ cứng mình đã lưu sẵn ở đây rồi. Để sau tivi này các bạn thấy ổ cứng này đó, cái ổ cứng mình đến từ thương hiệu Seagate, mình vừa phát phim phát nhạc luôn ở đây này. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử nha, âm thanh nó cực kỳ ngọt ngào và mức giá là 9,5 triệu nha. Nghe vùng tâm tư
Mất giá là 9.500.000.